Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thợ may xuất gia. Đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng là Quả Năng họ Lộc. Chú vốn là một thợ may rất nghèo, tiền kiếm được đều bị bạn gái lấy đi hút thuốc phiện hết. Chú bỗng chán ngán tình đời mà quyết tâm xuất gia tu đạo. Hòa Thượng kể: Có một năm vào mùa đông, tôi có chuyện đến phía nam Harbin nên đi qua một quán trọ nọ. Chủ quán trọ này là đệ tử quy y của tôi, cho nên tôi ghé vào thăm ông ấy. Ông ta nói: Trong quán trọ của con có một người khách ăn chay muốn xuất gia tu hành, nhưng chưa tìm ra chùa nào cả. Sư phụ có thể thâu nhận chú ta không? Tại sao chú ta muốn xuất gia? Chú ấy là người Sơn Đông, làm nghề thợ may và chung sống với một cô bạn gái hút thuốc phiện. Tiền chú kiếm được không đủ cho cô bạn dùng. Một hôm, bạn gái này gom hết tiền bạc của chú ấy bỏ đi, nên chú ta mới giác ngộ muốn xuất gia tu hành đó. Chú ta đã từng đến chùa Cực Lạc ở Nam Cương, Harbin, nhưng thầy Như Quang ở đó không chịu nhận chú làm đệ tử. Chú ta không còn cách nào khác là tạm ở lại quán trọ của con trước đã. Con thấy chú ấy ngày nào cũng ủ rũ không vui và cũng không có chuyện trò với ai hết, thấy tội nghiệp lắm. Ông bảo chú ấy ra đây. Ông chủ quán bèn đi kêu chú ấy, nhưng chú ta không ra. Có lẽ thấy tôi ăn mặc rách rưới, không giống như tướng hòa thượng có chùa. Đợi kêu lần thứ nhì, chú ta mới miễn cưỡng đi ra. Người Sơn Đông có tánh rất thẳng thắn, nên chú ta vô đề liền. Thầy bảo con ra đây để làm gì? Tôi đáp, tôi đến đây là để tìm chú đấy. Chú ta rất ngạc nhiên hỏi, thầy biết con sao? Tôi nói, thôi đừng nói chuyện này nữa, chú muốn xuất gia phải không? Chùa tôi đang thiếu một người nấu cơm, nếu chú tới giúp việc thì ở đó có cơm cho chú ăn, có chỗ cho chú ở, nhưng không có tiền cho chú xài à nghe. Chú có muốn đi không? Nghe tôi nói nhận chú làm đệ tử nên chú rất đổi vui mừng, nói, con muốn đi. Lúc đó tôi bèn cởi bớt một lớp áo đang mặc đưa cho chú, nói, chú mặc vào đi rồi theo tôi xuất gia. Đi. Chú không nói lời nào và theo tôi về chùa Tam Duyên lo việc nấu nướng trong bếp. Sau đó chú thọ giới sa di có pháp danh là Quả Năng. Vị đại đệ tử này của tôi thường bỏ nón lá ra phía sau lưng, miệng cười toe toét, hi hi ha ha tối ngày, có dáng điệu giống như Bồ Tát Chiên Đà La trong chú Đại Bi vậy. Có một hôm, chú ta bỗng nổi hứng, chưa có sự chấp nhận của chùa, tự ý xây một cái kháng, tức là giường bằng gạch trong phòng. Lúc đầu tôi không biết chi cả, nhưng có người nói bóng nói gió trước mặt tôi rằng tự mình không dạy nổi đệ tử mà còn thâu nhận đệ tử, thật ngượng mặt, xấu hổ thì thôi đi, phận làm đệ tử chưa xong lại muốn làm sư tổ. Tôi nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, liền đi xem coi chú ta đã làm chuyện gì. Trên đường gặp một sư huynh, huynh ấy nói với tôi, đệ tử của chú tạo phản, y không tuân theo quy củ của chùa gì hết, chưa được đồng ý mà tự mình dám làm giường sưởi rồi, tức là kháng bằng gạch, phía dưới là lò sưởi. Lúc tôi bước vào phòng xem, thấy chú ta đang ngồi thiền trên cái kháng mới xây. Thấy tôi vào, chú xuống kháng đảnh lễ. Tôi hỏi, ai bảo chú làm kháng này vậy? Chú nói, không ai cả. Tôi nói, tất nhiên không có ai bảo làm, tại sao chú lại tự ý tùy tiện xây kháng chứ? Vậy là phạm quy luật rồi. Chú ta không có lời gì để nói, bèn sụp quỳ xuống đó. Tôi nói, chú lên chánh điện sám hối, quỳ một cây nhang cho tôi. Tức là quỳ cho đến khi nào tàn hết một cây nhang mới thôi. Nửa giờ sau, tôi lên chánh điện không thấy chú ta quỳ hương. Tôi lại đến phòng chú, thì thấy chú ta đang ngồi vá áo trên kháng. Tôi hỏi chú, Quả Năng, tại sao chú không quỳ hương? Chú nói, đợi một chút. Tôi nói, nếu chú không muốn quỳ thì để tôi quỳ dùng cho chú vậy. Nói xong, tôi lên chánh điện thắp hương và quỳ trên sàn gạch. Quả Năng thấy tôi quỳ không chịu nổi,
đứng phía sau tôi tha thiết khẩn khoản rằng: "Sư phụ, con biết lỗi rồi. Con xin sư phụ tha thứ cho con." "Sư phụ, xin sư phụ hãy đứng lên, con đang quỳ đây nè." Tôi nói: "Tôi dạy đệ tử không nổi, nhưng tôi có thể tự dạy mình mà." Trải qua sự giáo huấn lần này, chú ta biết được hễ có lỗi tất phải mạnh dạn sửa đổi. Về sau, bất cứ nơi đâu, chú cũng đều tuân theo quy củ phép tắc đàng hoàng, lúc nào cũng dụng công tu hành. Có lần tôi bảo chú ta đi làm công chuyện ở một thôn quê. Tôi nói: "Giao cho chú cây phất trần này, chừng nào gặp việc gì cấp bách hẳn lấy ra dùng, còn nếu không có chuyện gì khó khăn thì chớ dùng đến." Khi chú ta đến đó, có rất nhiều người đến tìm chú chữa bệnh cho họ. Quả năng lấy phất trần của tôi ra, rồi chú phất người này một phất, phẩy cho người nọ một phẩy mà bệnh họ đều hết. Sau đó dân chúng lại ùng ùng kéo đến tìm chú. Cho nên từ sáng đến tối, chú không có thời gian nghỉ ngơi mà cứ dùng phất trần để quét bệnh cho họ. Chú ta trở về nói với tôi: "Sư phụ, cây phất trần của sư phụ linh thật, người ta có bệnh gì, con phẩy một phẩy là hết bệnh ngay." Tôi nói: "Sợ rằng sau này các bệnh của họ sẽ vào thân của chú đấy. Để tôi xem coi lúc đó chú phải làm sao." Tôi chỉ nói với chú ta như vậy, và chú ta cũng không chú ý gì. Quả nhiên, vài năm sau, chú tới Nam Hoa Tự với tôi và phát sanh bệnh ma chướng ở đó. Ha ha ha, 问什么的说